Xin chào tất cả anh chị đang xem trên kênh Nhất Thú Cưng. Ngày hôm nay có một anh cũng làm YouTube cùng em luôn anh chị ạ. Thì anh này cũng có sở thích đam mê chó mèo. Thì ngày hôm nay anh có xuống thăm trại chó của em, cái mô hình chăn nuôi nho nhỏ để giới thiệu các bạn chó nhà em cho anh xem. Thì chắc là anh là người nuôi chó thì bây giờ em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ với anh. Okay. Là anh đoán tên giống chó. Đấy, những cái bạn chó ở đây. Cái này rất là đơn giản thôi, tại vì là anh cũng nuôi rất là nhiều chó rồi nên là kinh nghiệm về những bạn thú cưng này anh rồi. Ok, bây giờ lời nói là phải đi đôi với hành động ngay, và anh có thể cho em biết đây là giống chó gì đây, đâu bây giờ đây bạn này đúng không? Vâng, đúng rồi, bạn to này là dòng Great Dane, dòng chó khổng lồ. Bởi vì sao anh ấy biết là trước đấy anh cũng đã xuống nhà mình quay và mình giới thiệu anh ấy là con này là Great Dane rồi ạ. Thì đây đối anh biết là phải là dòng gì. Nhỏ nhỏ này là chị rồi. Dòng này thì mình chưa có nuôi nhưng mà nhìn giống chó bộ. Không phải chó bộ à, giới thiệu với anh đây là dòng, nó là chó lai. Chó lai. Anh biết cái mấy con mặt nhăn không? Mặt nhăn mà nhăn đấy, nó nhăn từ con, nó lai từ con đấy. Và bạn chó này là một bạn chó bị bệnh mà trước đấy em đã nuôi đấy. Nếu mà em xem ở trên mạng ấy là người ta có đăng nhiều về bạn này đấy, là Latasha. Rồi, bây giờ như này nhá, em không cần phải hỏi nữa, anh rồi, trả lời luôn cho okay, anh. Okay, đây, đây là Un Pháp này. Đúng rồi, chuẩn chưa? Đây là Husky này. Đấy, đây là Corgi này. Rồi, okay. Chuẩn chưa? Đấy. Nói chung là mấy con này cơ bản rồi nên là anh biết bây giờ em sẽ đố anh một con này. Bây giờ phải đi vào trong. Okay. Đấy, phải đi vào trong thì mới biết được là con này là dòng chó gì. Nhưng mà hơi ồn mọi người nhá, mọi người thông cảm cho em ạ. Thì mà em đang có mặt ở trong trại và bạn chó này là một bạn chó mới của khách gửi đến để chữa lợi chú về bệnh. Đố anh Dương biết đây là bạn chó giống gì? Theo như kinh nghiệm 7 năm chơi chó của anh. Đây, đố anh biết đề là chó gì? Anh biết dòng này, anh có gọi là tìm hiểu qua nhưng mà anh quên tên rồi, nó là gì nhỉ? Em sẽ gợi ý trước cho anh một cái tên nhá. Chữ A đầu tiên. Đúng rồi. Đấy, một bạn chó rất là khổng lồ anh chị ạ. Rồi, chữ A đầu tiên, đố anh biết luôn. Vâng. Alabai đúng không? Đúng rồi, chuẩn luôn. Chắc có thể là đây là con Alabai đầu tiên mà anh Dương nhìn thấy ở ngoài đời. Đúng rồi. Anh không có chơi không? Có vẻ thân thiện đấy nhỉ. Con này nó hiền lắm. Thực ra mình vẫn rất sợ bởi vì mình không chơi con này, mình rất sợ. Nó to quá. Nó to luôn. Đấy, đây cũng là lần đầu tiên mà em nhìn thấy con Alaba ở ngoài đời luôn. Alaba. Bạn này hiện tại đang bị bệnh ở ngoài da và mình mới nhận vào ngày hôm nay mọi người ạ. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ đăng clip lên kênh Nhất Thú Cưng để cập nhật tình hình của bạn ấy. Đợt này thì chuồng trại vẫn đang sửa nên là vẫn chưa có chỗ nhốt mọi người ạ, nên là phải xích thôi. Bởi vì bạn ấy to quá, quá khổ so với những cái chuồng này. Đấy. To. Quá to to luôn. To bằng hơn Great Dane kia nhỉ? To bé hơn Great Dane. Nhưng mà nhìn nó cao. Great Dane nhìn lông nhăn nheo. Đấy. Đây là khu trại mới của em. Mới làm lại chuồng. Anh em tham quan. Nào. Gấu. Bình tĩnh thôi gấu. Gấu à? Gấu. Gấu này bị bệnh lặng. Rồi bây giờ anh em mình mấy con bút đồ này rất là đánh đá. Khách vào là gấu ác luôn. Bạn ấy nhiều anh ạ. Ok mọi người, thì em đã cầm ra một rổ chó búp để cho anh Dương KC chọn. Đấy. Ông anh thì gọi là vào cũng nhìn mấy bạn chó này cũng thấy hay hay. Thì đang có ý định gọi là đón một bạn về. Thì anh xem bây giờ, anh xem đố anh biết đây là màu gì nhá. Nếu mà anh là người chơi chó chuyên nghiệp. Đây là màu vệ đúng không? Đúng rồi, đây là màu chó vệ. Còn đâu những cái màu này là màu cơ bản của chó búp rồi. Đấy, này là... hộ tống cho búp nào nó có cả màu đen đấy nhỉ, màu đen có màu đen, đen anh ạ ấy, kiểu đen có. Xì nhưng mà màu này có vẻ anh thấy là trộn hơn này. Màu ấy đẹp thì đáng yêu lắm mọi người. Mới đẻ được được một tháng chưa? Được gần một tháng rồi anh ạ. Đấy, hộ tống anh Dương KC cũng cả vợ đi theo này. Đấy, em có thích không? Thích thì em lấy cả không được, lấy cả rổ là không được.
Mọi người ạ, thì bạn Tôm bạn ấy đẻ được 4 con thì hiện tại đã có người ta đặt 2 con rồi. Vậy nên là nếu bây giờ mà anh Dương muốn thì mình cũng chỉ đẻ cho một trong 2 con ấy thôi. Thì nếu mà đã có 2 người đặt rồi, lúc mà bạn ấy đẻ ra ấy là đã đặt rồi. Đấy, bạn này trông rất là buồn cười. Anh đã từng nuôi chó búp chưa anh? Chưa. Anh chưa. Thực ra anh thì vẫn chỉ thích là nuôi Alaska, Husky và Bull Pháp. Đấy, okay. Mấy dòng đấy. Đợt này đang thích Bully. Bully à? Bully thì nhà em cũng có một con nhưng mà nó đang bệnh. Mình biết là máu của ông anh là cũng chỉ thích nuôi Alaska, Husky thôi. Từ lúc mà vào nhà mình đến bây giờ là chỉ ngắm con Buck thôi. Nhưng mà bây giờ mà muốn gọi là mua Buck thì giá hơi cao đấy. Con Buck đẹp thật. Đẹp. Buck đẹp. Yeah, nó ngoan. Bốc.